Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, hay còn gọi là năm Covid. Mình tên là Trần Phan Thu Hồng. Tôi là thành viên của Lady of Harley và cũng là thành viên của Hóc Sài Gòn. Từ khi được vào chơi với Hóc Sài Gòn, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn và hạnh phúc hơn vì được chơi với những người tốt bụng, vui tính. Được đi khắp cả nước, thậm chí đã cùng nhau qua nước bạn như Campuchia, Thái Lan, đã chinh phục đỉnh Mễ Hồng Sơn huyền thoại. Ở Việt Nam, ngay trong năm Covid-2020 này, xen kẽ đỉnh dịch virus corona, chúng tôi, Hóc Sài Gòn cùng với Hóc Hà Nội, Hóc Đà Nẵng, tạo thành một gia đình ở chung một mái nhà Hóc Việt Nam, đã cùng nhau chinh phục tứ đại đỉnh đèo, nơi đẹp nhất phương Bắc Việt Nam, đã cùng nhau vượt qua những cung đường uốn lượn ven biển miền Trung đẹp tuyệt trần, cùng nhau vượt qua những con đường thẳng tắp đồng bằng sông nước miền Tây, nhìn ngắm những cánh đồng lúa mênh mông, những dãy rừng đước độc đáo chỉ có ở nơi tận cùng của dãy đất hình chữ S của chúng ta, đất mũi Cà Mau Việt Nam. Chúng tôi đã check-in cực Nam sau khi check-in thành công cực Bắc, cực Tây và cực Đông của Tổ quốc mình.